Mây Quan là một thiếu nữ tuổi Tinh cực kỳ nhút nhát, cô ấy không có bạn, không giao lưu với thế giới bên ngoài. Mây Quan luôn đội một chiếc hộp trên đầu để che đi khuôn mặt của mình, bởi cô thực sự tin rằng cô là một người xấu xí nhất trên hành tinh này. Nhưng ít ai biết rằng, trong 13 năm đầu đời của mình, Mây Quan cũng giống như bao người bình thường khác. Cô ấy cũng có bạn bè và luôn tự tin về bản thân mình. Nhưng hồi học cấp 2, cô ấy có tình cảm với một người bạn đẹp trai nhất lớp. Vì vậy, cô đã mạnh dạn thổ lộ tình yêu của mình với cậu ấy. Trong khi những người bạn khác không ngừng cổ vũ, hai người hãy hôn nhau đi. Tuy nhiên tình cảm của Mây Quan đã không được đáp lại, cậu bạn phũ phàng nói cô là một con vịt xấu xí. Ngay lập tức, những người khác đồng thanh chế giễu Mây Quan. Kể từ đó, cô ấy nhất quyết không đến trường nữa. Nhận thấy con gái của mình đã đối mặt với một vấn đề khá nghiêm trọng, bố của cô ấy đã đồng ý để cô học ở nhà. Mây Quan đã không dám soi gương và trốn ở trong nhà gần một năm. Cho đến một ngày, khi cô ấy đang cố gắng lấy quả bóng bay bị mắc kẹt trên cây, bỗng một người lạ đi ngang qua và đề nghị giúp đỡ cô ấy. Mây Quan xấu hổ, lập tức trùm một chiếc túi giấy lên đầu, điều đó giúp cô cảm thấy an toàn và tự tin hơn. Kể từ ngày đó, cô ấy không bao giờ để lộ khuôn mặt của mình với bất kỳ ai, kể cả những người thân trong gia đình của cô ấy. Lo lắng cho tình trạng của Mây Quan, bố của cô ấy đến gặp bác sĩ để nhờ chữa bệnh cho con gái của mình. Nhưng bác sĩ nói rằng Mây Quan không có bệnh gì cả, đó chỉ là biểu hiện của chứng Hikikomori, chứng tự nhốt bản thân trong thế giới của mình và không giao tiếp với bất kỳ ai. Theo bác sĩ, trường hợp của Mây Quan không nghiêm trọng, nhưng đã đến lúc để Mây Quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vẫn như thường lệ, Mây Quan sử dụng ống hút trong các bữa ăn mà không chịu tháo chiếc hộp ra khỏi đầu. Đột nhiên, bố của cô ấy nghiêm nghị nói rằng kể từ ngày mai, Mây Quan phải đến trường. Ông đã đăng ký cho Mây Quan học cùng trường với em trai của cô ấy tên là Ba Quan. Ngay lập tức, Mây Quan phản đối, nhưng ông tỏ ra rất cương quyết với con gái của mình. Sau khi viện dẫn đủ mọi lý do để từ chối đến trường nhưng không thành, Mây Quan bắt đầu khóc lóc cầu xin bố đừng bắt cô đi học, bởi cô không muốn lại bị bạn bè trêu chọc. Cô muốn bố hãy đặt mình vào vị trí của cô và hãy chấp nhận cho cô được học ở nhà. Tuy nhiên lần này, bố của cô ấy đã quyết định nói không. Sự kiên quyết của ông bố khiến Mây Quan bất lực trở về phòng. Nhưng sau khi Mây Quan rời đi, ông bố bắt đầu khóc giống lên vì thương con gái của mình. Trong khi đó, Mây Quan cũng không ngừng khóc và lo lắng về những gì sẽ diễn ra trong ngày mai. Một lúc sau, cậu em trai bước vào với một chiếc hộp mới, Ba Quan cố gắng chọc cho chị gái của mình ngừng khóc. Lần đầu tiên Mây Quan tháo chiếc hộp ra và để lộ khuôn mặt của mình. Công bằng mà nói, Mây Quan thực sự rất xinh, nhưng cô ấy luôn nghĩ rằng mình rất xấu và không ngừng lo sợ mọi người sẽ chế giễu mình. Ba Quan đã cố gắng động viên cô ấy đến trường, đồng thời hứa sẽ không để ai bắt nạt chị gái của mình. Nhưng điều đó không làm cho Mây Quan cảm thấy tốt hơn. Một lúc sau, Ba Quan cùng giúp Mây Quan trang trí lại chiếc hộp của cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Sáng hôm sau, ông bố chở hai con đến trường. Nhưng khi dừng xe, Mây Quan vẫn không chịu bước xuống. Biết được con gái đang cảm thấy căng thẳng, ông đã mở một bản nhạc để giúp Mây Quan bình tĩnh hơn. Một lúc sau, Mây Quan nói rằng ông hãy cho cô rút lại lời nói cô ghét ông nhé. Ông bố xúc động xin lỗi Mây Quan vì đã ép buộc cô ấy. Ông cố gắng trấn an để Mây Quan có thể vững tâm hơn. Sau khi Mây Quan rời đi, ông đã òa khóc như một đứa trẻ vì lo lắng cho con gái của mình. Trong khi đó, Mây Quan cố gắng hết sức thở thật sâu để lấy hết can đảm bước vào trường. Nhưng mà chiếc hộp trên đầu cô ấy lập tức gây sự chú ý của mọi người. Họ bắt đầu chỉ trỏ và bàn tán, khiến mặt cô ấy đỏ bừng lên vì sợ hãi. Tiếng cười của họ làm cô nhớ lại cái ngày mình đã bị làm nhục cách đó nhiều năm. Mây Quan bắt đầu cảm thấy choáng váng và suýt ngã, nhưng một chàng trai đã xuất hiện ngay sau đó. Anh ấy cũng đội một chiếc mũ bảo hiểm trên đầu khiến cô ấy cảm thấy đỡ lạc lõng hơn. Thì ra anh ấy cũng là một học sinh mới chuyển đến tên là Minton, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy bối rối và bỏ chạy khỏi đó. Trong lúc Mây Quan cố gắng thoát khỏi người lạ, cô ấy vô tình va phải một nam sinh nổi tiếng nhất trường tên là Zero. Tò mò vì cái hộp kỳ quái của Mây Quan, Zero yêu cầu cô ấy phải tháo chiếc hộp ra khỏi đầu, nhưng Mây Quan nhất quyết từ chối. Họ bắt đầu bao vây để gây áp lực, buộc cô phải tháo chiếc hộp, nhưng Minton đã ngăn nhóm người của Zero. Mây Quan sợ hãi nấp sau lưng của Minton. Trong khi Zero giận dữ nhìn Minton và thách thức anh ấy, họ hẹn nhau giải quyết xung đột sau giờ tan học. Khi đứng trước lớp học, Mây Quan vô cùng lúng túng khi giới thiệu tên của mình. Do được thông báo trước về tình trạng của Mây Quan, giáo viên đã yêu cầu cả lớp phải tôn trọng sự riêng tư của cô ấy, nhưng họ vẫn châm chọc Mây Quan một cách ác ý. Trong khi Minton tỏ ra khó chịu trước cách hành xử của bạn học cùng lớp, Mây Quan lặng lẽ đi xuống cuối giấy bàn và không dám ngẩng đầu lên trong cả tiết học. Trong giờ ăn trưa, Mây Quan xuống căn tin và đảo mắt tìm em trai của mình, nhưng không thấy Ba Quan đâu. Cô ấy bơ vơ ngồi ở một góc và bắt đầu ăn. Đột nhiên hai nam sinh xuất hiện và cố gắng giật chiếc hộp ra khỏi đầu Mây Quan, trong khi những người khác cười đùa, chế giễu và cổ vũ cho hành vi đó. Không còn cách nào khác, Mây Quan đánh bỏ lại bữa trưa và chạy ra ngồi một mình ở sân trường. Trong lúc dạ dày của cô ấy đang sôi lên ùng ục vì đói, Minton đột ngột xuất hiện bên cạnh cô ấy. Anh vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu để Mây Quan không cảm thấy bị lạc lõng, nhưng cô ấy lại cho rằng Minton đội mũ để chọc ghẹo mình. Minton cởi chiếc mũ ra và nói đùa rằng anh đội mũ chỉ để giấu đi vẻ đẹp trai của mình, hoàn toàn không có ý định chế giễu Mây Quan. Sau khi nhận ra Mây Quan đang cồn cào vì đói, Minton lấy ra mẩu bánh mì và vừa cho Mây Quan, sau đó cho vào miệng và nhai một cách ngon lành, khiến cô ấy phát thèm. Biết rằng Mây Quan sắp không chịu được vì đói, Minton đã đưa cho cô ấy mẩu bánh mì của mình. Cô ấy dần cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Minton. Anh ấy tò mò vì không biết khuôn mặt của Mây Quan trông như thế nào. Mây Quan thành thật thừa nhận rằng vì cô ấy xấu xí nên mới phải đội chiếc hộp trên đầu.
Sau khi cảm ơn Minton vì mổ bánh mì, Mây Quan nói rằng ngày mai cô sẽ không đi học nữa. Nhưng Minton nói rằng anh muốn trở thành bạn của cô, vì vậy anh muốn Mây Quan hãy đi học mỗi ngày. Khi nghe những lời Minton nói, Mây Quan cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có người đồng ý làm bạn với cô ấy. Một lúc sau, Minton đến gặp Zezo để giải quyết xung đột như đã hứa. Zezo ỷ đông hiếp yếu, nhưng Minton thách đấu tay đôi với anh ta. Zezo nhận một khu đấm trời giáng của Minton. Mây Quan đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy hai người đang ẩu đả. Đúng lúc đó thì cảnh sát ập đến khiến Zezo bỏ chạy. Khi đi ngang qua Mây Quan, Zezo lập tức kéo cô ấy đi cùng. Sau khi dẫn Mây Quan đến một nơi vắng vẻ, anh ấy dùng sức mạnh của mình lấy chiếc hộp ra khỏi đầu Mây Quan. Ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, Zezo đứng bất động không nói nên lời. Mây Quan lại nghĩ rằng anh ấy nhìn chằm chằm vào cô bởi vì cô ấy xấu xí, bị ám ảnh bởi những gì xảy ra trong quá khứ. Mây Quan ngã khuỵu xuống bất tỉnh. Một lúc sau, cô ấy tỉnh dậy trong bệnh viện mà không có chiếc hộp của mình. Ngay lập tức cô ấy sợ hãi hét lên trong hoảng loạn. Mây Quan chỉ bình tĩnh trở lại khi bác sĩ lấy cho cô ấy một chiếc khẩu trang. Bố của Mây Quan rất hối hận vì đã ép cô ấy đi học. Ông ấy nói cô có thể ở nhà như muốn. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mây Quan tuyên bố sẽ quay lại trường học để xử lý tên đầu gấu đó vì đã tháo chiếc hộp ra khỏi đầu cô. Ngày hôm sau, Zezo ngồi một mình như người mất hồn. Anh ấy bối rối không hiểu vì sao Mây Quan lại che giấu khuôn mặt của mình trong khi cô ấy rất xinh đẹp. Anh ấy ước gì sẽ được gặp lại Mây Quan. Đúng lúc đó, cô đi đến và thẳng tay tát vào mặt Zezo vì những gì anh ấy đã làm hôm qua. Sau đó, Mây Quan tức giận rời đi, nhưng mà Zezo vẫn tiếp tục bám theo và nhất quyết hỏi Mây Quan tại sao lại phải che mặt của mình. Một lần nữa, anh ấy gỡ khẩu trang của Mây Quan nhưng đã bị Minton ngăn lại. Sau khi nghe Mây Quan kể, chính Zezo đã cởi chiếc hộp của cô ấy. Minton lập tức lao vào tấn công Zezo, hai người đánh nhau vì Mây Quan nhưng cô ấy đã kịp thời ngăn lại. Tin tức về sự xuất hiện của cô gái đầu hộp khiến hai học sinh đánh nhau vì ghen tuông tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Mây Quan tức giận hét vào mặt các chàng trai vì đã làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên khó khăn hơn. Minton nói rằng anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi những kẻ hay bắt nạt. Ngay lập tức hai chàng trai lại tiếp tục cãi nhau. Minton tức giận vì cho rằng Zezo đang thích Mây Quan. Nhưng sau vài giây bối rối, Zezo phủ nhận điều đó và nói rằng mặt mũi xấu như thế ai mà thích nổi. Câu nói đó như sát thêm muối vào vết thương lòng của Mây Quan, khiến cô ấy một lần nữa bất tỉnh. Ngày hôm sau, Mây Quan lại tự nhốt mình trong phòng như trước, mặc cho bố và em trai ra sức dỗ dành. Mây Quan vẫn nhất quyết không gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai. Đã là ngày thứ ba Mây Quan không đến trường, khiến Minton vô cùng khó chịu. Trong khi đó, cô ấy vẫn tiếp tục khóc và mặc cảm về bản thân, cho rằng thế giới bên ngoài thực sự tàn nhẫn với con gái của mình. Ông bố vô cùng hối hận vì ép con gái đến trường. Một lúc sau, hai bố con nghe thấy tiếng có người gọi cửa, thì ra Zezo đến để xin lỗi Mây Quan. Nhưng mà ông bố từ chối và đổ lỗi cho Zezo đã đưa con gái ông trở lại vòng xoáy của bệnh trầm cảm. Sáng hôm sau, Minton đến và tìm cách để gặp Mây Quan. Ban đầu cô ấy nhất định từ chối không gặp Minton, nhưng sau một hồi lâu năn nỉ, cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ đồng ý. Nhưng khi vừa mở cửa ra, Mây Quan vô cùng ngạc nhiên và không nhịn được cười khi thấy Minton đội một chiếc hộp con vịt trên đầu. Thì ra anh ấy đã tự làm chiếc hộp đó cho Mây Quan, đồng thời cũng đã làm một chiếc mũ màu mè cho mình để cô ấy không cảm thấy đơn độc. Hai người ăn cùng nhau và nói chuyện rất cởi mở. Minton động viên Mây Quan hãy đi học lại, hứa rằng anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh cô và không cho phép bất kỳ ai cho chọc cô nữa. Sáng hôm sau, Minton chở Mây Quan đến trường. Khi Mây Quan đang ngồi một mình, Zezo đi đến để xin lỗi cô ấy, nhưng ba Quan đã kịp kéo chị gái của mình đi chỗ khác trước khi Zezo có thể mở lời. Một lúc sau khi Minton và Mây Quan đang ở trong lớp học, một cô gái tên là Ozone tiếp cận Mây Quan và nhờ cô ấy giúp đỡ. Thì ra cô ấy luôn bị Zezo bắt nạt vì nghĩ rằng Zezo thích Mây Quan, nên cô ta đã nhờ Mây Quan nói với Zezo đừng bắt nạt cô ấy nữa. Tuy nhiên Mây Quan từ chối vì cô ấy không muốn dính líu gì đến Zezo. Sau đó cô đứng dậy rời đi mặc cho Ozone cố gắng năn nỉ. Trưa hôm đó, Mây Quan và Minton đang ăn ở canteen thì hai học sinh lớp dưới đi đến. Hai người cũng năn nỉ nhờ Mây Quan nói Zezo hãy tha cho bọn họ. Sau đó có rất nhiều người khác cũng nhờ Mây Quan giúp đỡ, nhưng cô ấy từ chối tất cả mọi người. Tuy nhiên một lúc sau Mây Quan nhận được tin Zezo đang đánh em trai của mình. Ngay lập tức cô ấy chạy đến đó và yêu cầu Zezo bảo người của anh ta dừng lại. Quá bức xúc vì sự ngông cuồng của Zezo, Mây Quan đã thẳng thừng gọi anh ta là một kẻ hèn nhát. Bởi anh ta đã ức hiếp người khác chỉ vì họ học giỏi hơn mình và chỉ vì họ có điều kiện hơn Zezo. Nhưng hóa ra anh ta không biết gì về những việc đó. Zezo tức giận đánh đàn em của mình một cách dã man cho đến khi Mây Quan yêu cầu anh ta dừng lại. Mây Quan cho rằng Zezo cũng chẳng khác gì bọn họ bởi anh ta cũng là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, đồng thời cầu xin Zezo hãy để mọi người được yên. Nhưng Zezo nói rằng anh ta sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực trong trường học nếu Mây Quan đồng ý để anh ta được nhìn thấy mặt cô lần nữa. Không còn lựa chọn nào khác, Mây Quan đành tháo chiếc hộp ra khỏi đầu để lộ khuôn mặt xinh xắn của mình. Một lúc sau, Minton bất ngờ khi nhìn thấy Mây Quan không còn đội chiếc hộp trên đầu nữa. Khi anh ấy hỏi Mây Quan đã xảy ra chuyện gì, cô lập tức ôm chặt lấy anh và khóc nức nở mà không nói nên lời. Tối hôm đó, ba Quan khoe những bình luận bên dưới một bức ảnh của Mây Quan mà ai đó đã đăng. Mặc dù có rất nhiều lượt like và lời khen Mây Quan rất đáng yêu, nhưng điều đó vẫn không đủ thuyết phục Mây Quan tin rằng cô ấy là một người rất xinh đẹp.
Để thuyết phục con gái, bố của Mây Quang cầm một chiếc gương trên tay và nói rằng cô hãy tin vào đôi mắt của mình. Hãy soi vào nó khi nào cô muốn, ông tin Mây Quan sẽ thấy một cô gái đáng yêu nhất trên đời. Sau đó, ông ấy đưa chiếc gương cho Mây Quan. Đến nửa đêm, Zezo liều lĩnh đột nhập vào phòng của Mây Quan khiến cô ấy hét lên sợ hãi. Sau khi Mây Quan bình tĩnh trở lại, Zezo nói lời xin lỗi vì đã chế giễu Mây Quan là người xấu xí. Nhưng Mây Quan cho rằng lời nói thật của Zezo không có lỗi. Tuy nhiên, anh ấy thừa nhận rằng Mây Quan là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Anh ấy rất buồn vì đã làm cho Mây Quan phải khóc. Sau khi Zezo rời đi, những lời nói của anh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Mây Quan. Vẫn còn hoài nghi về những gì Zezo nói, Mây Quan lên mạng và nhờ mọi người nhận xét về khuôn mặt của mình. Thật ngạc nhiên, ai cũng khen cô ấy xinh đẹp và rất đáng yêu. Cuối cùng, cô ấy cũng nhận ra mọi người đang nói thật. Lần đầu tiên trong 3 năm, cô ấy nhìn thấy mình trong gương, Mây Quan nhận thấy mình thực sự xinh đẹp và gần như không tin vào mắt của mình. Ngày hôm sau, cô ấy đến trường mà không cần phải đội chiếc hộp trên đầu. Mây Quan đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới với sự tự tin chưa từng có trước đây. Sáng hôm đó, Minton hớn hở đến đón Mây Quan đi học, nhưng không ngờ Zezo cũng xuất hiện trước nhà cô ấy. Minton rất lễ phép tự giới thiệu bản thân với bố của Mây Quan và được cậu em của cô ấy nhận xét rất tích cực, trong khi Zezo tỏ ra bất cần thẳng thắn nói rằng anh đến để đón Mây Quan. Zezo mất điểm ngay từ đầu khi ba Quan giới thiệu với bố của mình về thành tích bất hảo, lười học, ham chơi và thích sử dụng nắm đấm của Zezo. Khi hai chàng trai được hỏi họ đi học bằng phương tiện gì, Minton nhanh nhảu giới thiệu chiếc xe phân khối lớn của mình. Trong khi đó, Zezo không một chút ngại ngùng tiết lộ xe buýt là phương tiện di chuyển của anh ấy. Tuy nhiên, ông bố cho rằng đi xe của bố vẫn là thượng sách, nhưng ba Quan muốn để chị gái được lựa chọn. Sau khi không thuyết phục được Mây Quan đi xe của mình, ông bố quyết định để cô ấy đi với Minton. Điều đó khiến Mây Quan cảm thấy vô cùng khó xử sau khi nhìn Zezo lầm lũi bước đi. Một lúc sau, Mây Quan đến trường cùng với Minton, thấy bọn họ xoắn xít bên nhau, Ozone liền ghép đôi hai người, khiến Mây Quan tỏ ra rất ngượng ngùng. Trong tiết học hôm đó, giáo viên thông báo cả lớp sẽ tham gia hoạt động ngoại khóa vào cuối tuần để giao lưu với những người bạn mới. Họ sẽ có thời gian là 2 ngày 1 đêm để trải nghiệm thực tế. Ozone tiếp tục trêu chọc Mây Quan rằng đó sẽ là khoảng thời gian lãng mạn dành cho hai người. Suốt tiết học hôm đó, Ozone không ngừng chọc ghẹo Mây Quan, khiến cô ấy vô cùng xấu hổ. Trong giờ ra chơi, Mây Quan ra ghế ngồi một mình vì không muốn Ozone trêu chọc. Bỗng cô ấy tình cờ nhìn thấy Zezo đang cho con chó của mình ăn. Thấy Zezo mất kiên nhẫn với chú chó của mình, Mây Quan bảo anh ấy không nên ép buộc nó. Cô thắc mắc vì trông Zezo cũng không giống người xấu, nhưng tại sao cứ phải tỏ ra mình là đầu gấu mãi như vậy? Zezo nói rằng anh ấy sẽ kể cho cô nghe nếu lúc về cô chịu đi xe buýt cùng anh ấy, nhưng Mây Quan gọi Zezo là đồ khùng trước khi đứng dậy rời đi. Từ hôm đó, sau khi chở Mây Quan về nhà, thấy cô ấy cũng tỏ ra vui vẻ, Minton ngỏ ý muốn được đưa đón cô đi học hàng ngày. Chưa kịp đưa ra câu trả lời thì cậu em đi đến. Có vẻ như ba Quan cũng ủng hộ Minton cưa cẩm chị gái của mình. Một lúc sau, Mây Quan trở về phòng thì bất ngờ khi nhìn thấy Zezo, cô ấy hét lên sợ hãi và yêu cầu Zezo rời đi. Nhưng anh chàng lì lợm nằm lên giường và thách thức Mây Quan gọi bố của mình khiến cô ấy vô cùng tức giận. Đúng lúc đó thì có tiếng ba Quan gõ cửa, không còn cách nào khác, Mây Quan đành để Zezo trốn vào chăn, trong khi cô ấy giả vờ ngáp ngủ, hòng qua mặt em trai của mình. Nhưng ba Quan đoán được chị gái đang nói dối, bởi thời tiết rất nóng nực nhưng cô ấy lại đắp chăn. Anh ấy lật tung chiếc chăn, khiến Mây Quan vô cùng bối rối. Tính ngay lý gian, lúc này cô mới lắp bắp hỏi, Zezo đến đây để làm gì? Anh ta không ngần ngại hỏi lại Mây Quan rằng có phải cô ấy thích Minton rồi không. Sau khi trấn áp cậu em trai và phủ nhận điều đó, Mây Quan lập tức đuổi Zezo ra khỏi phòng. Ngày đi dã ngoại đã đến, mọi người vô cùng háo hức khi đặt chân đến địa điểm tham quan. Mây Quan ríu rít đi bên cạnh Minton, trong khi Zezo lầm lũi một mình phía sau. Mọi người bắt đầu mặc áo phao để tham gia trò chơi, nhưng vì không biết bơi nên Mây Quan không mấy hào hứng. Tuy nhiên, Minton tỏ ra rất ga lăng và ngọt ngào khiến Ozone không ngừng suýt xoa. Trong khi đó, Zezo nhìn hai người quấn quýt bên nhau với ánh mắt vô cùng khó đoán. Trong trò chơi đầu tiên, đội của Minton và Mây Quan đã giành chiến thắng, tuy nhiên ở trò chơi thứ hai, Minton tỏ ra rất lúng túng và đã để Ozone về đích trước. Thấy Minton thua cuộc, Mây Quan đã trêu anh ấy là đồ yếu đuối. Mặc dù khá xấu hổ, nhưng Minton lấp liếm rằng anh ấy vẫn có đủ khả năng để bảo vệ Mây Quan. Một lúc sau, khi Minton và Ozone vừa rời đi thì Zezo xuất hiện trước mặt Mây Quan. Sau khi biết cô ấy không chịu xuống nước vì sợ, Zezo sấn sổ bế gọn Mây Quan trên tay. Mặc cho cô ấy la hét dãy ruộng, anh ta vẫn dọa quẳng cô xuống nước, sau đó dẫn Mây Quan đến khu vực chơi trượt cáp, nhưng cô ấy sợ hãi nhất quyết không tham gia trò chơi. Mặc dù vậy, trước sự chơi nhây của Zezo, cuối cùng Mây Quan cũng phải trải nghiệm trò chơi mà cô ấy vô cùng sợ hãi. Nhưng sự thật không tệ như những gì cô ấy nghĩ. Một lúc sau, Zezo cũng đáp xuống nước. Sự tức giận của Mây Quan càng làm cho Zezo thấy phấn khích hơn. Cuối cùng anh cũng đã làm cho cô ấy phải cười. Hai người té nước vào nhau gây sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là Quigan, người đã có hôn ước với Zezo do cha mẹ hai bên sắp đặt trước đó. Một lúc sau, cô ấy đến gặp Mây Quan, sau đó tế nhị đề cập đến chuyện hứa hôn của hai người bọn họ. Mặc dù Quigan đã rất khéo léo, nhưng vẫn làm cho Mây Quan cảm thấy ngượng ngùng. Cuối cùng, Minton và Mây Quan cũng dành thời gian cho nhau. Sau một hồi trò chuyện rất sôi nổi, bỗng nhiên thời gian như ngừng lại, ánh mắt của hai người e thẹn nhìn nhau. Minton ngập ngừng như muốn nói điều gì đó với Mây Quan, anh bảo cô hãy nhắm mắt lại, sau đó dùng tay chạm vào môi mình rồi đặt tay lên má Mây Quan. Minton nói rằng anh muốn Mây Quan coi anh hơn là một người bạn.
Trong lòng Mây Quang cũng đã thích Minton, nhưng thay vì trả lời anh ấy, cô chỉ cười như kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Bữa trưa hôm đó, Minton đang thể hiện sự ga lăng của mình với Mây Quang, thì Jezo lạnh lùng đi đến anh ấy ngồi bên cạnh Mây Quang như để khiêu khích Minton. Nhưng Mây Quang nói với Jezo rằng đã hứa hôn rồi thì đừng nên tán tỉnh người khác. Ngay lập tức anh ấy đứng dậy và tuyên bố với mọi người rằng sự thật anh và Quigan đã hứa hôn với nhau nhưng đều do người lớn quyết định. Tuy nhiên không ai có thể ép buộc anh ấy và sau này anh sẽ không cưới Quigan. Những lời nói của Jezo như ngàn nhát dao đâm vào tim cô ấy. Quigan tách khỏi đám đông để gặm nhấm nỗi buồn một mình, nhưng cô tỏ ra bình thường khi Mây Quang đến động viên cô ấy. Tối hôm đó mọi người tham gia trò chơi săn ma, họ sẽ phải ghép đôi với nhau, sau đó đi vào rừng để tìm ba lá cờ. Mỗi lá cờ là một nhiệm vụ mà cặp đôi đó phải hoàn thành, đôi nào hoàn thành trò chơi nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Ozone ghép Mây Quang với Minton thành một đôi, sau đó họ cầm một chiếc đèn chai và đi vào rừng. Thật không ngờ khi Minton lại rất sợ ma, trong khi Mây Quang lại tỏ ra can đảm hơn bạn trai của mình. Vài phút sau hai người đã tìm đến lá cờ đầu tiên, nhiệm vụ của họ là phải chụp một tấm ảnh ở tư thế rất dở hơi. Địa điểm chụp ảnh là một nơi được kể rằng có rất nhiều ma nữ. Quả nhiên có gì đó thất thoáng sau lưng Minton, anh ấy quay lại và vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy bóng ma trước mắt. Minton hồn bay phách lạc lập tức bỏ chạy để lại một mình Mây Quang ở đó. Tuy nhiên cô ấy nhận ra đó chỉ là một bóng người, thì ra bóng ma đó chính là Jezo, người đã âm thầm đi theo hai người trước đó. Một lúc sau, Mây Quang đi vào căn nhà hoang để tìm Minton. Bỗng cô ấy giật mình khi nghe thấy tiếng động phía sau, dù không nhìn thấy gì nhưng Mây Quang nghe tiếng thở mạnh, khiến cô nghĩ rằng Minton đang vô cùng sợ hãi. Trong bóng tối tĩnh mịch, nơi chỉ có hai trái tim đồng điệu, Mây Quang một lần nữa chủ động thổ lộ tình cảm của mình. Cảm giác là mình rất hạnh phúc mỗi khi được ở bên Minton và thừa nhận rằng cô rất thích anh. Mặc dù Mây Quang vẫn không nhận được câu trả lời từ Minton, nhưng cô cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh, nụ hôn đầu đời của hai người nhẹ nhàng nhưng mãi mãi khắc sâu. Đột nhiên mọi người ùa vào để chúc mừng cặp tình nhân mới, nhưng ai nấy đều sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Mây Quang. Trong khi cô ấy bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc đó Minton bước vào và nhìn thấy Mây Quang ngất đi vì quá sốc. Sáng hôm sau, Mây Quang thức dậy thì thấy Minton đang ngồi ở đó. Ngay lập tức cô ấy xin lỗi Minton về chuyện tối qua. Mây Quang nói rằng lúc đó cô nhầm tưởng Jezo là Minton, vì vậy cô đã thổ lộ tình cảm với anh ta. Biết được Mây Quang đã thổ lộ tình cảm với mình, Minton đã vô cùng phấn khích, nhưng lập tức anh tỏ ra giận dỗi vì bạn gái của mình đã hôn Jezo. Để làm cho Minton vui lòng, Mây Quang đã hứa rằng kể từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ dây dưa đến Jezo. Ngày hôm sau, bố của Mây Quang tình cờ nhìn thấy bức ảnh con gái của mình hôn Jezo được đăng tải trên mạng xã hội. Ngay lập tức ông ấy gọi Mây Quang xuống và mắng té tát vào mặt cô ấy. Mây Quang cố gắng giải thích đó chỉ là sự nhầm lẫn, nhưng mà ông bố vẫn quyết định tịch thu điện thoại của cô. Tuy nhiên Mây Quang đã chống lại quyết định thu điện thoại của bố mình, khiến ông bố cũng đành bất lực. Cũng vì tấm ảnh đó, Mây Quang và Jezo bị giáo viên gọi lên văn phòng. Với một học sinh cá biệt như Jezo, thì cô giáo không có gì để ngạc nhiên, tuy nhiên cô ấy rất thất vọng với những gì mà Mây Quang đã gây ra. Mây Quang thành khẩn nhận lỗi và hứa từ giờ sẽ tránh xa Jezo, người được cho là ngọn nguồn của những rắc rối đó. Jezo cố gắng giải thích với Mây Quang, nhưng cô ấy không thèm bận tâm và nói rằng kể từ ngày Jezo xuất hiện, cô không có một ngày được yên ổn, vì vậy hai người không nên gặp lại nhau nữa. Trong tiết học tiếp theo, Ozone nói rằng cô ấy đã đăng ký cho Mây Quang dự thi nữ sinh thanh lịch ở trường, đối thủ cạnh tranh với Mây Quang chính là Quigan. Mây Quang không tự tin với nhan sắc của mình, nhưng được sự động viên của Minton và Ozone, cuối cùng cô ấy cũng miễn cưỡng đồng ý. Các chàng trai cũng bắt đầu tập luyện cho giải đấu thể dục thể thao ở trường. Minton đang rất nỗ lực để giành chiến thắng trước Jezo, đối thủ không đội chơi chung của anh ấy. Minton ra sức tập luyện để có thể giành chiến thắng trong cuộc thi bơi và Mây Quang là nguồn động lực lớn lao để anh ấy nỗ lực hơn nữa. Trong khi thành tích của Minton ngày càng được cải thiện, Jezo luôn thất vọng với thành tích đi xuống của mình. Quigan đã cố gắng động viên anh ấy, đồng thời muốn yêu kéo tình cảm của anh, nhưng Jezo vẫn cư xử rất lạnh lùng với Quigan. Một lúc sau, khi Minton và Mây Quang chuẩn bị ra về, thì cô ấy sực nhớ ra mình đã bỏ quên đồ ở bể bơi. Nhưng khi quay trở lại để lấy đồ, thì Mây Quang tình cờ gặp Jezo ở đó. Mây Quang định rời đi nhưng Jezo nhất quyết đòi nói chuyện với cô ấy. Anh đã xin lỗi Mây Quang vì chuyện hôm trước, sau đó hỏi cô đã nhận lời yêu Minton chưa. Trong khi Mây Quang lưỡng lự chưa có câu trả lời, Jezo nói rằng anh biết Mây Quang không thích Minton. Bởi vì trong lòng cô ấy đã thích anh, chỉ là cô ấy không chịu thừa nhận điều đó mà thôi. Trước sự tấn công dồn dập của Jezo, Mây Quang đã không có bất kỳ sự phản kháng nào cho đến khi cô nhận được điện thoại của Minton. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nói với Jezo rằng người cô thích là Minton và khuyên Jezo đừng nên tự huyễn hoặc bản thân nữa trước khi cô đứng dậy rời đi. Cuối cùng cuộc thi thể dục thể thao cũng đã đến, các cô gái của cả hai đội đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội của mình. Trong trận thi đấu bóng rổ, đội bóng của Minton đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội của Jezo, nhưng ở nội dung chạy 100m, họ đã thất bại trước các vận động viên của đội áo hồng. NC thông báo đến thời điểm hiện tại, đội màu vàng và đội màu hồng đang có điểm số bằng nhau và môn thi đấu tiếp theo sẽ quyết định ai là người chiến thắng. Phần thi giữa anh chàng đẹp trai nhưng máu nóng đại diện cho đội màu hồng, đó chính là đại ca siêu ngầu Jezo, và một chàng trai thân thiện đáng yêu, tốt bụng và lôi cuốn, đó chính là Minton. Có vẻ như anh ấy rất tự tin, bởi bên cạnh anh luôn có Mây Quang. Không khí trong bể bơi vô cùng nghẹt thở bởi sự ganh đua rất quyết liệt giữa hai chàng trai. Nhưng cuối cùng Minton là người giành chiến thắng, sự huênh hoang của Jezo đã chấm dứt. Cái tên Minton được vinh danh khiến Jezo vô cùng tức giận. Kể từ sau hôm đó, Jezo cảm thấy rất buồn. Anh không buồn vì sự thất bại trong cuộc thi bơi, mà buồn vì nghĩ rằng anh không còn cơ hội để đến với Mây Quang nữa.
Qui-gon đã chủ động đến tìm Zezo. Cô muốn được ở bên anh ấy những lúc anh cảm thấy cô đơn, bởi cô biết anh đang cần một ai đó. Qui-gon rất muốn chạm vào trái tim của Zezo, nhưng anh ấy thẳng thừng từ chối và nói rằng anh chưa bao giờ có tình cảm với cô nhiều hơn một người bạn. Sự thật phũ phàng đó như ngàn mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Qui-gon. Tối hôm đó, Minton được phe nổ tung trời trước mặt bố của Mei-quan. Cậu em trai thì cho rằng Minton giành chiến thắng nhờ có sự khổ vũ của Mei-quan, trong khi ông bố vô cùng tự hào về cô con gái của mình. Minton ăn mừng chiến thắng và hả hê trước sự thất bại của Zezo. Ngày hôm sau, Mei-quan đến chỗ Zezo thường ngồi để tìm anh ấy. Những hình ảnh của Zezo đã bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí của cô. Đang lúc tâm trạng rối bời thì Qui-gon xuất hiện. Sau khi biết Mei-quan đang tìm Zezo, Qui-gon nói rằng cô vừa nhìn thấy anh ấy ở bể bơi. Ngay lập tức Mei-quan vội vàng tới đó. Nhưng khi vừa đến nơi thì nhóm bạn của Qui-gon xuất hiện. Bọn họ trả thù cho Qui-gon vì cho rằng Mei-quan đã cướp người yêu của cô ấy. Một lúc sau, Qui-gon đi tới, cô ta dồn Mei-quan vào mép bể bơi và lạnh lùng đẩy Mei-quan xuống nước. Cả nhóm nhẫn tâm nhìn cô gái yếu đuối, không biết bơi đang vùng vẫy để giành giật sự sống của mình. Số phận của Mei-quan sẽ ra sao? Nhóm bạn của Qui-gon vẫn thản nhiên ghi hình khoảnh khắc sợ hãi của cô ấy. Một lúc sau, họ lôi cô ấy lên bờ. Qui-gon nói rằng cô ta thực sự rất yêu Zezo, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Mei-quan. Anh ấy đã từ chối tình cảm của Qui-gon trước đám đông, khiến cô ta bé mặt với mọi người. Chưa dừng lại ở đó, Qui-gon sai nhóm bạn của cô ta đánh hội đồng Mei-quan một cách dã man, mặc cho cô ấy khóc lóc van xin và kêu cứu trong tuyệt vọng. Trong khi bọn chúng đang tiếp tục giáng đòn thù vào Mei-quan thì Minton xuất hiện. Sau khi Sai Ozon lấy lại chiếc điện thoại có hình ảnh của Mei-quan, Minton không kìm chế được sự tức giận của mình khi thấy đám người kia làm tổn thương Mei-quan. Dù biết Qui-gon là con gái, nhưng trong cơn giận dữ Minton đã định đánh cô ta. Rất may Mei-quan đã kịp hét lên để ngăn anh ấy lại. Mei-quan cho rằng mọi việc đều do cô gây ra nên cô sẽ tự mình giải quyết. Sau khi rời khỏi bể bơi, Ozon đã đề nghị đưa Mei-quan đến phòng y tế, nhưng cô ấy muốn được trở về nhà. Minton tỏ ra vô cùng lo lắng cho Mei-quan, tuy nhiên lúc này cô ấy chỉ muốn ở một mình. Mei-quan lấy cái chân đau tới khu phế liệu, cô nhặt được chiếc gương vỡ rồi đưa lên soi. Nhìn thấy gương mặt bị thương của mình, Mei-quan đau đớn nhớ lại cú sốc trước đây. Cô buồn bã lấy chiếc túi gần đó đội lên đầu như để tìm lại cảm giác an toàn của mình. Nhưng Mei-quan không biết rằng Zezo đang quan sát từ phía sau. Anh lặng lẽ đi theo cho tới khi cô dừng lại ở chiếc ghế bên hồ, sau đó ngồi cạnh và bắt đầu trêu chọc Mei-quan, nhưng mãi không thấy cô ấy trả lời. Nghe tiếng nấc nghẹn ngào từ bên trong chiếc túi, Zezo lập tức lấy nó ra khỏi đầu Mei-quan. Hơn bao giờ hết, Mei-quan rất cần một chốn bình yên và bờ vai Zezo sẽ là nơi để cô có thể trút bỏ muộn phiền. Anh ôm trọn Mei-quan trong lòng như để xoa dịu những tổn thương của cô ấy. Sau khi Mei-quan bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu trải lòng mình với Zezo. Mei-quan cho rằng thế giới bên ngoài quá đáng sợ, cô chỉ thực sự cảm thấy an toàn khi được ở nhà, vì vậy Mei-quan sẽ xin nghỉ học. Nhưng Zezo cho rằng cuộc sống tuy vô cùng khắc nghiệt và vết thương nó tạo ra dù rất đau, nhưng nó sẽ khiến ta dũng cảm hơn khi đối mặt với nó. Triết lý sống của Zezo đã giúp Mei-quan thay đổi ý định của mình. Khi Zezo đưa Mei-quan trở về nhà thì gặp Minton đang đứng đợi ở đó. Hai chàng trai nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm. Trước khi Zezo rời đi, Minton tỏ ra rất lo lắng cho Mei-quan, nhưng cô ấy như muốn tránh mặt Minton. Thì ra cô ấy sợ khi chứng kiến Minton cư xử bạo lực với Qui-gon, nhưng anh ấy thanh minh rằng anh làm vậy chỉ vì quá bức xúc khi thấy bọn họ hành hạ Mei-quan. Khi anh định chăm sóc vết thương cho Mei-quan, cô ấy đã khéo léo từ chối và trở vào nhà sau đó. Mặc dù đã cố gắng để tránh mặt bố và em trai của mình, nhưng Mei-quan đã bị họ phát hiện. Vừa nhìn thấy tình trạng của con gái, ông bố quyết định không để cô quay trở lại trường học nữa, bởi ông không muốn Mei-quan cô độc trong thế giới ngoài kia. Nhưng cô ấy không còn yếu đuối như trước nữa, cô quyết định sẽ tự mình đối mặt với những rắc rối ở trường. Ngày hôm sau, Minton cùng Ozone xem lại đoạn ghi hình Mei-quan bị nhóm của Qui-gon đánh hội đồng. Họ quyết định đăng nói lên diễn đàn của trường để mọi người có thể thấy được những hành động xấu xa của Qui-gon. Sau khi xem được đoạn video đó, Zezo lập tức đến tìm Qui-gon. Anh ấy nói rằng thật may mắn khi Qui-gon là con gái, bởi nếu không anh sẽ xử lý cô ta. Thấy Zezo một mực bảo vệ Mei-quan, Qui-gon càng tỏ ra ganh tị và căm ghét tình địch của mình. Zezo nói rằng trước đây anh từng coi Qui-gon là bạn, nhưng giờ đây danh nghĩa đó cũng không còn nữa. Qui-gon thẫn thờ nhìn Zezo lạnh lùng rời đi. Anh ấy để lại trong cô một vết thương vô cùng sâu sắc. Thông tin Zezo chửi té tát vào mặt Qui-gon được lan truyền, khiến Ozone vô cùng phân khích. Nhưng Mei-quan cũng không cảm thấy vui vì điều đó. Do Minton phải ở lại gặp giáo viên của mình, nên Mei-quan đành tự về bằng xe buýt. Bỗng hai người phát hiện có một nam sinh đang nhìn Mei-quan từ xa. Tuy nhiên nam sinh khi nãy vẫn bám theo Mei-quan đến điểm dừng xe buýt. Cô vội vàng bước lên xe và vô cùng sợ hãi khi thấy có ai đó đến ngồi cạnh mình. Nhưng thật bất ngờ khi người đó lại chính là Zezo. Thì ra anh đã nhìn thấy có người theo dõi Mei-quan nên đã âm thầm đi theo cô ấy. Một lúc sau, Zezo kéo Mei-quan xuống xe ở trạm dừng kế tiếp. Bất ngờ một chiếc xe lao tới, suýt chút nữa đâm trúng hai người. Zezo tính nóng như kem, lập tức lao vào tấn công tài xế. Mặc cho Mei-quan ra sức khuyên can, Zezo vẫn đánh anh ta cho đến khi cảnh sát can thiệp. Luật sư của gia đình Zezo cũng phải lắc đầu ngao ngán khi thường xuyên phải bảo lãnh cho anh sau mỗi trận ẩu đả. Mei-quan tròn xoe mắt nhìn Zezo một cách vô cùng ngán ngẩm, nhưng với anh, đó chỉ là chuyện thường tình. Zezo khôi hài rằng nếu không thấy anh ấy ở trường, Mei-quan có thể đến sở cảnh sát hoặc bệnh viện để tìm anh. Sau khi hai người rời khỏi sở cảnh sát, Mei-quan vừa chăm sóc vết thương cho Zezo, vừa cằn nhằn về thói quen dùng bạo lực của anh ấy.
Thì ra trước đây Zezo cũng là một đứa trẻ hiền lành, nhưng kể từ khi em trai của Zezo bị xe tông trúng, anh ấy luôn bị ám ảnh và tự dằn vặt bản thân vì đã không bảo vệ được em trai của mình. Hai người đều gặp vấn đề trong quá khứ, nhưng Zezo chọn cách sống mạnh mẽ, trong khi Mayquan trốn tránh và tìm cảm giác an toàn bên trong chiếc hộp của mình. Tối hôm đó, Mayquan trở về nhà thì thấy Minton đang ngồi với bố của mình. Thì ra ông ấy đã xem được đoạn clip Zezo đánh nhau trên phố. Minton rất lo lắng cho Mayquan, trong khi ông bố luôn cảm thấy bất an khi biết con gái đi chơi với một kẻ chuyên gây rắc rối. Mayquan cố gắng giải thích và ra sức bảo vệ Zezo, nhưng ông bố gạt đi và khuyên cô hãy chọn cho mình một người bạn tốt, đồng thời nhất quyết yêu cầu Mayquan nghỉ chơi với anh chàng lơ lửng đó. Sáng hôm sau, Minton chở Mayquan đi chơi trên chiếc xe đạp cũ của mình, cả hai cùng tạo dáng để chụp những bức ảnh rất cute. Bỗng Minton tỏ ra nghiêm túc, hỏi về cảm nhận của Mayquan đối với anh ấy. Anh rất mong đợi câu trả lời của Mayquan, nhưng dường như cô ấy đang cố tình né tránh. Nhận thấy sự bối rối của Mayquan, Minton khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Dù ít nhiều cảm nhận được sự thay đổi của cô, nhưng anh ấy vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Sau khi trở về nhà, Minton hào hứng khoe với bố của Mayquan về buổi dã ngoại. Có vẻ như ông rất ủng hộ Minton nên đã hết lời khen ngợi anh ấy. Thấy hai người kẻ tung người hứng, Mayquan bảo bố mình hãy nhận Minton làm con nuôi trước khi cô ấy đứng dậy rời đi. Vừa bước vào phòng, Mayquan bất ngờ khi thấy Zezo đang nằm trên giường của mình. Anh ấy tỏ ra ghen tuông khi thấy cô đi chơi cùng với Minton. Nhưng khi biết Mayquan vẫn lo lắng cho mình, Zezo đắc ý rời đi. Trong bữa trưa ngày hôm sau ở trường, Mayquan và Ozone nói chuyện về các chàng trai. Ozone rất bất ngờ khi thấy Mayquan không thực sự chắc chắn về mối quan hệ của mình với Minton. Nhận thấy bạn của mình đã rung động với Zezo, Ozone nói rằng một người vừa đẹp trai, vừa ngầu, lại biết quan tâm như Minton rất khó tìm. Nhưng Mayquan vẫn cố tình lảng tránh khi Ozone nhắc đến Minton. Khi Mayquan ra về thì nam sinh hôm nọ đón đường, vừa lúc đó Zezo đi tới. Thì ra đó là cậu bạn học cùng trường với Mayquan hồi cấp 1. Anh ấy là người có mặt trong nhóm bạn đã từng chế giễu Mayquan. Anh muốn tìm cô để xin lỗi về hành động nông nổi của mình. Thật bất ngờ khi cậu bạn đó nói rằng Minton là người mà cô đã thổ lộ tình cảm năm xưa. Mayquan vô cùng sốc khi biết người đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn lại chính là Minton. Sau khi trở về nhà, Mayquan gọi điện cho Minton để hẹn gặp anh ấy. Hí hửng vì nghĩ rằng Mayquan sẽ đáp lại tình cảm của mình, Minton hồi hộp đến nhà cô ấy từ sáng sớm. Anh vẫn lạc quan thổ lộ tình cảm của mình với Mayquan, nhưng trái ngược với những gì Minton kỳ vọng, Mayquan đã oán trách anh về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, rằng những lời nói vô tình của anh đã làm đảo lộn cuộc sống của Mayquan. Minton vô cùng hối hận vì điều đó. Anh chỉ biết nói lời xin lỗi Mayquan bằng tất cả những lời gan ruột của mình. Hóa ra sau khi làm tổn thương Mayquan ngày hôm đó, Minton đã nhiều lần đến tìm cô để nói lời xin lỗi, nhưng gia đình Mayquan đã chuyển đi nơi khác. Cho đến một ngày anh gặp bố của Mayquan, ban đầu ông ấy rất tức giận với Minton, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý để anh có thể bù đắp cho Mayquan. Sau khi biết được Minton đã gặp cô theo sự sắp đặt của bố mình, Mayquan không ngừng ngào khóc oán trách ông ấy. Nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu vô bờ bến của ông dành cho con gái của mình. Ông chỉ muốn Mayquan thoát ra khỏi vỏ bọc và sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Tuy nhiên Mayquan vẫn hét lên rằng cô rất căm ghét bố của mình trước khi giận dữ rời đi. Mayquan bức xúc kể lại toàn bộ câu chuyện của mình với Zezo, nhưng anh ấy đã giải thích để cô hiểu rằng mọi người làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho cô. Anh khuyên cô hãy đối mặt với những rắc rối của mình trước khi nắm tay Mayquan đưa cô ấy về nhà. Khi hai người quay trở về thì gặp Minton ở cửa, anh ấy rất tức giận khi nghĩ Zezo là một kẻ cơ hội. Nhưng Mayquan nói rằng cô tin tưởng Zezo bởi ít nhất anh ấy không phải là kẻ nói dối. Trong lúc Minton đang cố gắng giải thích thì hai kẻ lạ mặt đi tới tạt axit về phía Mayquan, may mà Zezo đã chắn cho cô ấy. Ngay lập tức Minton đuổi theo nhưng lại bị một chiếc ô tô đâm phải. Khi biết có người muốn hãm hại con gái của mình, ông bố đã khóc giống lên như một đứa trẻ. Mặc dù trải qua rất nhiều biến cố, nhưng giờ đây Mayquan đã tự tin hơn trước rất nhiều. Cô ấy đã sẵn sàng tha thứ cho Minton. Sau khi nói lời cảm ơn anh ấy vì tất cả, Mayquan nói với bố rằng cô cần phải cảm ơn một người nữa, người đã luôn bảo vệ, động viên và giúp Mayquan. Trong khi đó, Zezo tỉnh dậy thì thấy Qui-gan đang ngồi bên cạnh. Thì ra Zezo đã biết được âm mưu của Qui-gan, anh yêu cầu cô ấy hãy tránh xa Mayquan và cũng đừng bao giờ dính líu đến anh nữa. Một lúc sau Mayquan đến gặp Zezo, cô lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy. Nhưng Zezo cố tình lảng tránh khiến Mayquan vô cùng thất vọng. Những ngày sau đó, Zezo vẫn lạnh lùng tránh mặt Mayquan. Sau khi kết thúc buổi thi cuối năm học, Ozone lén lút nghe điện thoại của Minton. Sau đó, Úp mở rủ Mayquan ra sân bóng. Ở đó, Minton đã tập hợp mọi người để chứng kiến màn tỏ tình của anh với Mayquan. Khi Ozone dẫn Mayquan đi đến, cô ấy rất bối rối khi thấy Minton muốn có câu trả lời từ cô trước đám đông. Nhưng Minton nói rằng anh đang cố gắng khiến mọi thứ giống những gì xảy ra trong quá khứ. Nếu Mayquan muốn từ chối anh thì hãy công bố điều đó trước mặt mọi người để anh sẽ được đau, được xấu hổ giống như đã từng làm với Mayquan. Sau đó, dõng dạc tuyên bố rằng Mayquan, anh yêu cô ấy rất nhiều. Ngay lập tức, mọi người gieo hò, cổ vũ Mayquan hãy nhận lời yêu Minton. Anh ấy đã sẵn sàng đón nhận câu trả lời, cho dù nó phũ phàng đến đâu đi nữa. Sau khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ bên Minton, Mayquan nhìn Ozone rồi quay sang nhẹ nhàng khước từ tình yêu của anh ấy. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng trái tim anh gần như đứng lặng. Mayquan một lần nữa nói lời xin lỗi Minton và không quên cảm ơn anh vì đã bên cô trong suốt khoảng thời gian qua, hai người trao cho nhau cái ôm cuối cùng. Anh muốn ôm Mayquan thật lâu, dẫu biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong nuối tiếc.
Cuối cùng, Minh Tần lặng lẽ rời đi để lại Mây Quan đứng đó với tâm trạng rối bời. Khi Mây Quan định ra về thì bị một nhóm nam sinh ngăn lại. Đúng lúc đó, Zezo xuất hiện từ phía sau. Anh ấy lạnh lùng nói rằng việc tỏ tình là trách nhiệm của con trai. Anh đã định nói lời yêu với cô ấy, nhưng Mây Quan lại thổ lộ điều đó trước làm mất mặt đấng nam nhi. Vì vậy, anh đã giữ điều đó trong lòng đến hôm nay. Zezo nói rằng anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và rất muốn được ở bên cạnh để được chăm sóc cho cô ấy. Sau một chút ngượng ngùng, Mây Quan nói rằng cô sẽ chấp nhận tình yêu của Zezo nếu anh ấy không còn bạo lực nữa. Dù bản tính ngông cuồng đã ngấm sâu vào trong máu Zezo, nhưng cuối cùng anh cũng chấp nhận từ bỏ để có được trái tim của Mây Quan. Trong lúc đám đông đang cổ vũ cho tình yêu của hai người, thì Minh Tần vẫn một mình lặng lẽ. Mặc dù bị Mây Quan từ chối, nhưng Minh Tần lại là mẫu đàn ông lý tưởng của Ozone. Cô ấy đã giúp Minh Tần xoa dịu vết thương lòng của mình. Tối hôm đó, Mây Quan tự tin giới thiệu bạn trai với bố của mình. Nhưng ông bố vô cùng sốc và không tin vào những gì ông vừa nghe thấy. Ông không muốn chấp nhận sự thật đó, nên nhất quyết không để hai người nắm tay nhau. Sau khi biết mình không thể ngăn cấm tình yêu của Mây Quan, ông bố đã miễn cưỡng đồng ý, nhưng hai người phải chấp nhận các điều kiện mà ông đưa ra. Ông dặn dò, Mây Quan phải biết giữ gìn trinh tiết, đồng thời cấm Zezo không được làm gì khác ngoài việc nắm tay con gái của mình. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của ba quan. Họ không có bất kỳ một chút riêng tư nào, ba quan nhất quyết không rời chị gái của mình nửa bước. Ngay cả khi cô ấy muốn đi mua bánh, ba quan cũng dành đi cùng chị gái của mình. Trong lúc Zezo nằm đợi hai người, thì một nhóm côn đồ kéo đến. Bọn chúng khiêu khích và thách thức Zezo, nhưng vì đã hứa với Mây Quan nên anh ấy im lặng rời đi. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn lao vào tấn công anh ấy, mặc dù Zezo không có bất kỳ sự phản kháng nào. Một lúc sau, Mây Quan quay lại thì thấy mặt mũi Zezo thâm tím, nghĩ rằng anh ấy đã thất hứa với mình, Mây Quan tức giận rời đi. Tối hôm đó, ba quan lên Facebook và chửi những kẻ đã đánh Zezo. Ngay lập tức, ba quan nhận được lời đe dọa của bọn chúng, khiến anh ấy vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Zezo đã đột nhập vào phòng của Mây Quan. Sau khi giải thích cho cô hiểu tình huống xảy ra trước đó, đồng thời khẳng định anh vẫn giữ lời hứa của mình, Mây Quan đã bị thuyết phục và không còn giận Zezo nữa. Sáng hôm sau, ba quan đang đi cùng Minh Tần thì bị nhóm cô đồ kia chặn lại. Biết không thể bật lại bọn chúng nên hai người lập tức bỏ chạy. Sau khi đến một khu nhà bỏ hoang, Minh Tần đã gọi điện cho Zezo tới cứu, nhưng bọn chúng đã kịp đuổi tới và tấn công hai người một cách dã man. Minh Tần cô gắng che chắn cho ba quan trước cơn mưa đòn của nhóm côn đồ. Đúng lúc đó thì Zezo xuất hiện, anh đắn đo giữa việc cứu hai người hay giữ lời hứa với Mây Quan. Nhưng thấy bọn chúng vẫn tiếp tục lấn tới, Zezo lao vào để giải cứu Minh Tần. Có sự tiếp sức của Zezo, Minh Tần tự tin chống lại nhóm côn đồ. Mặc dù đã hạ gục được bọn chúng, nhưng ba quan bị thương khá nặng. Sau khi đưa con trai vào phòng cấp cứu, ông bố đổ mọi tội lỗi lên đầu Zezo. Ngay lập tức, Mây Quan đến tìm anh ấy sau khi tát vào mặt Zezo. Mây Quan đã không tiếc lời trách mắng anh, cho rằng anh không giữ lời hứa, lại còn làm liên lụy đến ba quan. Không để cho Zezo có cơ hội giải thích, Mây Quan đã nói lời chia tay với Zezo. Hai bố con Mây Quan vô cùng mừng rỡ khi thấy ba quan tỉnh dậy. Sau khi biết chị gái đã chia tay với Zezo, ba quan đã giải thích để hai người hiểu rằng vì cứu anh nên Zezo đã vi phạm lời hứa với Mây Quan. Hối hận vì đã trách oan người yêu của mình, ngay lập tức Mây Quan đến tìm anh ấy. Sau khi xin lỗi Zezo vì sự nông nổi của bản thân, Mây Quan ngượng ngùng nhìn vào mắt anh ấy và nói rằng cô muốn cùng anh vẽ nên một bức tranh tình yêu đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào khác. Trong bữa tiệc sinh nhật cho 18 tuổi của mình, Mây Quan cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô thầm cảm ơn mọi người vì đã giúp cô thoát khỏi thế giới bên trong chiếc hộp, bước ra thế giới muôn màu ngoài kia, tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Cô nhận ra rằng chỉ cần có những người yêu thương ở bên, tất cả những rắc rối trên thế giới này đều sẽ trở nên nhỏ bé. Cuối cùng, Minh Tần cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Ozone Eze hạnh phúc bên người mình yêu, trong khi Zezo và Mây Quan cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu vô cùng lãng mạn dưới sự giám sát chặt chẽ từ ông bố của Nam. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký cho kênh để ủng hộ kênh nhé.